chứng kiến các bạn thi đấu và đánh giá ở góc độ khoa học. Đương nhiên nếu nó thuộc phạm trù siêu nhiên, không giải thích được khoa học, không phải là tôi không cho điểm, mà tôi cho điểm cao nhất. Nước tăng lực Rockstar mới, bóc độ siêu bền bỉ, tiếp sức siêu thử thách. Bởi vì khi mà nó đã đạt được cái mức độ được gọi là siêu nhiên, khoa học không giải thích được mà bạn đó vẫn làm được, thì có nghĩa là nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết, thì nó xứng đáng được 5 sao. Ngoài ra, một trong giá trị tôi đánh giá cao nhất đó chính là tính đa nhiệm. Và các bạn hay nghe tôi nói là tính đa nhiệm. Và tại sao tôi đánh giá cao nó như vậy? Thật ra không phải một mình tôi, tất cả các ngành nghề đều đánh giá cao nó, từ những người làm khoa học cho đến những nhà tuyển dụng. Ví dụ nhé, bạn có 2 ứng viên, ứng viên thứ nhất có khả năng làm được nhiều việc cùng một lúc, được gọi là đa nhiệm. Trong đó ứng viên thứ hai chỉ làm đơn nhiệm thôi, tức là mỗi lần họ chỉ làm được một việc. Có phải bạn thuê người đa nhiệm không? Bởi vì bạn chỉ trả 1 lần lương nhưng mà họ làm được rất nhiều việc. Cho nên trong tất cả các cuộc thi từ siêu trí tuệ, siêu thử thách cho đến những cuộc thi tầm cỡ khác trên thế giới, thì tính đa nhiệm luôn được đặt hàng số 1 trong việc đánh giá. Khi nào tôi gặp được một người thật sự xứng đáng, tôi sẽ trao ngôi sao đi. Siêu thử thách chỉ còn 1 ngày nữa. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 V Channel.